Nguyên một bầy lâu la nó thấy mình cầm cái bánh. Thấy mình cầm cái bánh là nó đợi nó đứng xếp hàng. Còn con su đâu? Có con này là nó điềm tĩnh nhất. Nó xinh nhưng mà nó ngồi im ghê, nó không có lăng xăng như hai con này nữa. Ăn nhanh quá vậy. Tụi bay có ăn không vậy? Nó mất tiêu rồi. Cái này đó. Rồi này là cho con ma. Đầu video mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Nay nhà mình ăn một hai con cá mú biển. Cá này kho thịt cá mềm hơn con cá mú cá đen. Cá đen á thịt cá dễ hơn. Đúng các bạn, đây là trái gì? À, đây là trái gì đây? Mới có trái lần đầu tiên luôn ở chiếc nhà nè. Chuối này mình quên là chuối mới hay chuối cũ nữa. Không gài phơi cũng mấy đợt rồi. Mấy cái chùm mận hôm mình quay cho các bạn xem bự bự, bữa nay nó rụng hết trơn, gió thổi rụng hết. Lại nó bị dồi lắm. Mấy đứa nhỏ nó hái mới nữa. Nó rụng dưới đất cũng bộn không. Lúc trước các bạn thấy mình quay cái hàng tre nhiều khi buổi sáng rất là đẹp ha. Phía bên kia là một căn nhà gỗ của chị hàng, anh chị hàng xóm nè. Bây giờ được đang xây dựng thay đổi bằng một căn nhà tường rất là khang trang. Nhưng mà nó mất đi cái vẻ đẹp hoang sơ, đơn sơ rồi. Cũng hơi tiếc. Nhưng mà xã hội nó phát triển thì người ta cũng phải thay đổi theo luôn. Hồi đó cái trái bếp này hồi lúc mà mình chưa có quay là mấy năm trước thì cái trái bếp này là bằng ngói. Ngói mà ngói úp chữ C. Nó giống giống như tôn vậy nè. Chứ không phải là ngói phẳng. Lúc trước mình chỉ thích chụp hình không có quay phim. Sau này quay thì cái trái này đã được, nó bị sụp rồi, mấy cây nó mục rồi, thay bằng cái tôn này. Nướng cá này nướng mình khỏi ớp gì luôn, cá tươi mà.
Quyên, em gì đó. Dạ. Em gì đó. Dạ con gấp cá. Nãy quên thay dầu, con cá nó dính vô cái lưới quá trời. Đây là bánh tiễn. Cái này có cái máy đánh trứng hay đánh cái này không? Bánh bên sông rồi sao nữa? Không phải bánh dầu, không phải bánh cam. Bánh dây lợn. Tiếng ai là tai yến. Nhồi bột nửa tiếng, bây giờ đánh trứng cũng cho nó bông lên. Cái này có cái máy đánh trứng á, đánh cái gì nè nó ra bột đó, có hai máy đó. Hai máy chèo à. Giờ mình đã thay dầu rồi, bây giờ mình để xuống. Nãy chưa tha để cái mặt bên kia nó bị dính hết trơn cái lớp da đó luôn. Nói chung là cá này nó cũng không được tươi nữa các bạn ơi, mình mua trong đây cá nó không được tươi nữa, cho nên thịt nó hơi bủng, hơi bở nữa. Bữa nay bị thất bại thảm hại, cuối cùng nó dính nữa, mình thay dầu vô mà nó vẫn dính, cuối cùng mình phải để lên trên hai cái bẹ chuối lại. Hai con cá này bữa nay mình đã nản luôn rồi. Thôi giờ nó chín chín thì ấy vô ăn đại đi, chứ giờ mình hết biết rồi. Nướng cái kiểu gì nó cũng dính. Với lại cá này hình như là ướp lạnh đó, ướp lạnh cái bắt đầu mình ấy xả ra cái nó bị mềm á. Thôi giá quảnh ra đó. Để hông hông vậy đó, hồi nó giá rồi. Mà đi hai gái là nó giật te tua. Đâu anh nghĩ vậy, anh nói phải chuối. Chứ giờ nó dính quá rồi, biết cách nào. Rồi kiếm cái gì lót, nếu mà có giấy bạc thì gói lại, còn giờ không có giấy bạc thì lấy bẻ chuối. Chín dần hè luôn rồi. Chín rồi. Thôi giờ mình để hông hông cho nó khô chút đi rồi lấy ăn. Cái mỏ này còn sống không? Chủ yếu ăn cái thịt thôi. Cái mỏ này đâm miếng muối ớt gì đi. Muối tiêu. Muối tiêu chăng. Ô anh hai có bồn chuối đâu rồi? Đâu. Mới hết xếp vừa hết bồn chuối. À, à kìa, bỏ đó kìa. Chú xem á anh hai. Rồi mời cả nhà dùng cơm trưa. Cá này cũng bánh tráng không được nữa đó. Ê, cơm miếng bánh tráng cũng thôi ăn cơm à. Cơm đi con, ngoài đâu có bún gì đâu mà cuốn. Đâu có gì đâu, bún đâu không đâu em. Ngoài ăn cơm. Cái này nó sắp mọc cây lên rồi đem ra trồng á. Tính hai cá này gã sát ra hết rồi. Bỏ bẹ chuối á, chứ để nước dưới hồi xong rồi. Này nó sớm tương tương cũng được. Trời nó nấu với chua vậy ta. Với bạc bỏ nấm đồ bỏ đồ vô. Con đũa con. Cho mà. Xong rồi chiên mắm tí. Nha nha đũa. Hả? Cơm gì? Cơm nước.
rồi nó nói ăn chán rồi bữa nào cắm chặt thì nó nói ăn tô hay cũng hay dễ lắm hay. Ủa vậy nhắc ghế đi em ngồi thử mày nhắc ghế đi ngồi đi đó rồi. Rồi chị hai. Thôi tao đâu ăn đâu. Chị cá nữa hả? Đâu có chị đâu, tại vì cá con cơm rồi. Rồi vậy. Mình ăn đi. Ăn đi. Tiêu cắm gì chị? Cắm cá. Để anh nó đi. Canh vô. Cá là tính là bỏ rồi. Mà sớm mà thấy là ngồi xong rồi nó rốt cuộc ngồi xong nó tính bằng vậy là đỡ lắm rồi. Nhớ ngã. Nhớ ngã. Hai cái bè chuối. Cá anh này. Bên đây đi để nhường mấy đứa nhỏ. Ở dưới đây. Ở chia lên với nó. À, chia vậy đó. Có em quá nè. Ba đứa nhỏ không có. Có mấy đứa nhỏ à, ba mấy đứa nhỏ đi làm à. Nguyên đỡ cho anh này thôi. Đỡ xuống đây luôn đi. Nè, nhìn chén nè. Cái da nó mặt, nó giòn như cốm vậy. Anh hai có thấy thiếu thiếu gì không anh hai? Thiếu lỗ gì? Con biết rồi. Nói cái gì anh hỏi nó khỏi trả lời. Có con quỳ. Xin nói tại nó trả lời cho chị nghe. Trong phòng bia còn kìa. Thôi biết đi. Để mất hết hạn. Hết hạn sử dụng. Nếu dễ vậy. Thùng lâu lâu quá hả? Thùng 2 thùng bia á. Trên là trên 1 thùng, trên 4 thùng. Tết nè. Hết. Cái này rất có soi như vậy. Không có cái lại. Không có nữa rồi, nó trở hồn nó lại. Thế chưa? Bàn ghế ăn. Còn ăn ngon không? Ăn bị mất cá bóng rồi. Thực sự là cá kho. Anh mẹ thì chung của ông Thắng. Chị hai mua con này nhỏ đây nè, để nó nhỏ không mà nó không mua con bự là 150. Chỉ hai rồi đó mèo nắng mướt rồi cá mà ui chân đâu cái gì ăn đi tiêu mà thôi ăn đi cái đậu nó thịt không anh cái đậu thịt không thôi vậy là nãy mần nghe thôi rồi đậu đá nấu chết rồi chết rồi nấu gì chanh ngon thiệt á. Rồi bảy ngồi đi để trưởng tọa phát biểu. Rồi phát biểu đi em. Định lên ý kiến đây. Cá này sao? Rồi xong. Cá là chấm muối tiêu chanh. Chặt miếng rau răm vô. Ăn rồi.
rồi, không biết cảm giác. Em nhìn hai nha. Giờ mời cả nhà uống với mình ly rượu nha. Cả nhà Bắc Nam này, cả nhà trên mọi miền đất nước. Ngoài đất nước là đâu hả? Ngoài đất nước là đâu hả? Ngoài tinh hả? Có không mày? Ngoài miền đất nước này có nghĩa là Việt Nam. Ở ngoài Việt Nam á, ở nước khác. Chén là đưa hai chén là tự nhiên mà đưa cho nó chén cơm này đứng xuống dạ làm tốt hết chức rồi. Lát ăn không chắc ăn tự nhiên cũng tội dạ đúng rồi lát cho nó ra cái khác thì tốt quy ăn đây bảy nghe cắt cho chị á thấy không lựa cái dài nhất rồi nhìn cho chị á thương vậy thôi còn cái gì nữa nó trọng non non bể không chứ cái già ăn nó nhầm cá anh hai giao vậy anh hai giúp nghiện đồ cắp ha xương không hả? Nhớ là ngủ, không? Mũi, vậy mũi rồi nó khổ mũi mà. Mẹ nó hát. Không dám đưa cho mẹ coi nó hát. Bông bạc cải nè ta. Cá nướng bề chuối nè. Tốt là dây bạc. Dây bạc. Rồi tốt là bề chuối. Đó ta nướng gì mà để vừa bài trước cái ớt bọc lại nướng gì hai thường là nướng gì hai là ớt là chứ cá lóc cái gì nướng bẹ chuối cũng là bẹ chuối không nhưng này dài nè sẽ để cá vô là ớt bóp lại bẹ cái gì nướng đúng không quên mất tiêu rồi có thấy nướng mà quên nướng cái con cá hay là mặn gà đi nướng gà nướng bẹ chuối hả chính không? Căn gà bằng cùm tay ốc gió dừa. Dừa. Muốn ăn mà để thay chế ra. Nuôi tính hành thấp luôn. Bị túi thằng nướng chiên bánh tẩy không phải rửa cái chảo dày mới chiên được. Giờ nhồi bột nổi cỡ nào mà mình chiên cái chảo mà cái lớp chảo nó ngang qua cũng không nổi bánh. Chảo bụng mà chiên nó mới tốt bánh. Một trong những clip đầu tiên, video đầu tiên của kênh mình là cái lúc mày mình quay lúc mà mình vợ mình chiên cái bánh tay yến. Lúc đó thấy chiên cái bánh nó phồng phồng anh thấy ngộ quá. Chỉ quay một đoạn. Bánh này cũng làm nhiều lần. Làm nhiều lần nhưng mà thấy nó dầu mỡ quá cũng ít có làm ăn thường. Lâu lâu thèm mới ăn.
đổ không ngay bột nó cũng bị sẹo bên bên. Bánh này làm khó làm. Làm quen thì dễ à. Không vớt mới cặn ra nó bị dính nè. Ủi nước. Vô bưng bánh đi bán nè Quyên ơi. Được ginh ra mấy hai bé. Năm mà gì 2000 cái. Mẹ vô mẹ vô. Thôi nhìn nó cao cái nấu nó cao lên như nấu bèo. Ăn đi chế. Đâu nó nấu cái chai đâu, để con nấu cái chai là đây cái màu giống bị trang luôn á. Nè. Ờ, cái này không có giống rồi. Màu này là màu đậm hơn. Đâu? Nè, giống đó không? Giống. Viền giống giống rồi đó nè. Bột này bột gạo không có lọc. Không có bóng có bánh hả? Cũng được mà cái bánh kia nó không đẹp hả kia. Nhưng mà ăn ngon không? Cũng được. Không ngọt không mà hơi lạ hả? Không ngon bằng bột kia. Bột gạo lọc cái kia mười này chín. Bột này giống như là bột gạo của mình xay ở chứ nhà. Chứ phải cái kia chín cái này hai à. Mày bỏ miếng tôm rượu như nữa thành bánh bò nhờ luôn mày. Tôm rượu vô nó sốt. Tôi nói che rồi. Không là chiên. Nè thì nó cũng có ghế che nè. Trời ơi cắn cái ghế che lỗ luôn. Nhưng mà nó cứng quá chị ha. Nó cứng rồi, nó không mềm. Một này nó cứng, một này không có đục lọc. Bánh nha. Sao nè anh? Dạ rồi. Anh hay là cái nó hành tới. Giọt liền cái hay người ra theo. Bánh này để nồi để nguội vài tiếng hồ nó cứng rồi. Nó mượt mềm kia. Hai cái mới được nha. Vậy em ăn 9 cái hả? Chị ăn 7 cái. 2, 4, 6, 7. Thôi nè, nè, nó rồi đi đi. Ngoài ngồi chơi đi. Ăn hết nha, không hết là đền đó nha. Cái ghe có 7 cái chứ gì. Bánh đi em thấy ăn cái gì à? Em không thấy ăn cái nó. Rồi, chị thích ăn cái này. Trời. Cái nó. Để xé ra, hai người xé ra đi, chia nhau đi. Cái gì nó rồi. Mấy đứa nhỏ ăn chưa? Nhỏ chưa, không ở chơi bánh rồi nó mặn. Rồi thôi hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Với mấy người phụ nữ này ăn hết cái mâm này lâu lắm. Bay. Hạ cánh an toàn. Ủa sao mỗi lần chị bay là chị phải nghiêng cái đầu vậy chị Vi? Nghiêng theo cái tay vậy nè. Ờ đúng rồi. Cái tay nó nặng hay sao rồi mỗi lần giở cái tay là cái đầu nó nghiêng. Ha. Rồi chị làm lại rồi. Hai. Mắc cỡ rồi. Để mắc ăn ăn miếng đi anh. Không có 7 cái à. Giờ chị quay 2, 4, 6, 7 cái.